cái lần đầu gặp gỡ, cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống, cô cái làm một cô cái... nữa kìa, khán giả ta nhắc. Làm một cái kịch thông điệp xanh, là nói về chặt phá cây rừng á, thì em là đóng vai lâm tặc. Rồi xong cái bà được vé vô coi. Rồi sau này gặp bà mới nói vậy con, cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu đúng không? Cạo đầu, chọc, xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Ngay từ thôi đầu. kể đi chậm. Là như vậy, ngày xưa em học trong trường á, hai diễn viên thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm Đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông lắm, không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu cái trôi lúc cất kiểu cái câu hay nói á, phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian, cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó. Là tình cờ lúc đó em mới nhớ là thì ra có gặp ông này trước đó một năm rồi. Ưa rồi, đã ghét rồi. Bây giờ vô nhóm diễn chung nữa. Rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau, mà thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Chùm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới, làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó rồi em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Thôi xuống. Chúc mừng. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng gặp Châm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm Nụ Hôn. Có hôn nhau, nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Ấy đề nghị. Nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác nó sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị phải liền đúng không? Chơi liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm cái khán giả của ta quá trời luôn. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà Trâm nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con lớn đó là sao? Dạ, nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm con sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường, không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa, giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung trọng đạo Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Chắc tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á, đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó, em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà, quan trọng là cái hiệu ứng khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe. Em... Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mình hỏi rồi đi định đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, à. Mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với đàn 100? Tới khi mà là ổng ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó. Nhưng mà có trước tình đó là đó. Hoàng nó cũng đã tỏ tình với nói em rồi đúng không? Dạ không cũng phải. Có nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng khoảng 12 giờ mới một. Mà sao mà con gan dữ vậy, con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà cô. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ đó cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở anh đi về rồi này lên lầu cái con ra con nói mà cặp kè kè với mẹ cô Thảo con là con nói cô rồi cô cứ yên tâm Chăm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp cổ đi đó cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức đầu mẻ chán rồi là mẹ Thảo bả yên tâm liền đó cho nên là thừa cơ hội thì hung thôi. Ê Hoàng với Dâm tôi hỏi thiệt này nghe, hai bạn á hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á anh Hữu Lộc á
đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh, đúng không? Và lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau không? Có anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng, còn ba anh em là ở phòng nhưng riêng. Mà hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm, ngày nó rà nhiều lắm, nó đi xa lắm. Quá sớm cái gì? Nó hỏi những cái chuyện riêng á, tự ở phòng riêng hả? Trời ơi, ai cũng nghĩ như ổng gì á.